Xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị các bạn trong cái video lần này. Hôm nay Huấn Audio làm cái video em giới thiệu dòng loa Audio King hình vát quả xoài như trước mọi người đang xem. Đây là loa Audio King bãi xịn. Như anh em biết dòng vát xoài này, vát hơi vát xoài này. Nó là một trong những dòng loa cao cấp bậc nhất của Audio King. Loa sở hữu một bát 25 và lên tới 4 chiếc tép. Và em quay đằng sau để cho anh em xem model của nó. Nó là model gì? Đợi em một chút. Đây ạ, model của nó là sản phẩm của Audio King mọi người nhé. Đây, có tem nhôm ở đây. Và có FK108. Tần số hoạt động thấp nhất đấy, đây là Pro đấy. Còn từ 48 Hz xuống quá sâu và độ cao nhất là 20 Hz. Tuyệt vời. Trở kháng 8 ôm. Độ nhạy lên tới 94 dB và công suất mắc của nó lên tới, chứ mắc nó bị mờ mọi người này. Lên tới 500W và công suất trung bình là 160W. Chiếc bát này, à, chiếc loa này, xin lỗi ạ. Sở hữu một bát ở đây và tép này. Và tép ở đây. Và tép ở đây một cái nữa là 3. Và một cái đây mọi người này, là 4 này. Con này thì cho tiếng rất tốt. Rất tốt, nó là khẳng định điều đó. Trong cái phân khổ video này, em giới thiệu qua sản phẩm và em sẽ làm video sau, em sẽ mổ nó ra cho anh em xem. Và số lượng nhà em có đang về được có 2 đôi duy nhất và em bán giá công khai luôn. Với giá 3 triệu 500 nghìn đồng một đôi. Và được em bao ship toàn quốc mọi người nhé. Được em bao ship toàn quốc. Và đây là hàng bãi, có sứt sẹo. Em tránh hôn đi em nữa. Tình trạng như hình. Còn chất lượng thì dòng này thì không bàn cãi. Con này chất âm hay hơn hẳn con BMB 455. Đó là khẳng định của cửa hàng Huấn Audio mọi người nhé. Bà con cô bác có nhu cầu mua cái sản phẩm này, xin gọi trực tiếp cho nhà em theo số điện thoại 0904 612323. Và bà con cô bác hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký video, đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất của cửa hàng. Xin chân thành cảm ơn mọi người.